Xin chào các bạn đã tới kênh YouTube của mình. Thì nếu mà bạn nào đã theo dõi những cái clip trước á, thì như mình giới thiệu là ngày xưa mình là du học sinh ở Mỹ. Mình qua đây học accounting, là học về kiểm toán. Rồi sau khi học đại học về kiểm toán được 4-5 năm xong thì mình phỏng vấn với lại một trong những Big Four accounting firm là Price Waterhouse Coopers, thì được nhận đi làm với cái dạng là H1B, là visa đi làm. Thì sau khi mà đi làm H1B cho công ty PwC được khoảng 6 năm á, thì công ty bảo trợ thẻ xanh cho mình, và hiện tại thì mình lấy thẻ xanh cũng được trên 5 năm rồi, cho nên là bây giờ là mình nộp đơn đi thi quốc tịch và mình đang đợi phỏng vấn để thi quốc tịch. Thì mình bắt đầu làm clip để chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm của mình để làm thế nào để vô được công ty Big Four và làm thế nào để có thể lên được tổng giám đốc. Tại vì bây giờ là mình làm ở công ty PwC được 11 năm thì bây giờ mình đang là tổng giám đốc ở chi nhánh ở Chicago ở Mỹ. Mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái clip này, thì mình muốn chia sẻ cụ thể là cái kinh nghiệm phỏng vấn để làm sao mà có thể land được cái job offer ở cái công ty mình. Nếu mà mình không biết là nếu mà bạn nào đã từng phỏng vấn ở công ty mình hay là những cái Big Four, thì các bạn sẽ biết đó là thông thường khi mà phỏng vấn ở Big Four accounting á, firm, thì sẽ có hai người phỏng vấn các bạn. Các bạn sẽ phỏng vấn giống như là phỏng vấn với hai người trong cái two separate ones, là các bạn sẽ phỏng vấn một người là với là a partner, là cái người cao nhất á. Thứ hai nữa các bạn sẽ phỏng vấn là một là a director hay là a manager, là những cái người đó là ở level của mình. Thì thường là sẽ có hai người phỏng vấn các bạn. Thì trong cái clip này mình muốn chia sẻ là cái kinh nghiệm là khi mà mình đi phỏng vấn, mình là người phỏng vấn các bạn. Giống như là hiện tại là mình làm ở đây, thì như mình nói mình làm ở đây khoảng 11 năm rồi, thì bây giờ là cứ mỗi một mùa hè hay mỗi một mùa thu á, mình giống như là mình phụ đi phỏng vấn để mình thuê người mới vô công ty mình. Thì mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm đó là what we are looking for as an employer, để cho bạn nào mà có hứng thú mà muốn phỏng vấn vô công ty của mình thì có thể học hỏi được cái kinh nghiệm này. Thì giống như mình đi, các bạn khoảng 20, 22, 21, 23, 18, 19 gì đó, các bạn muốn xin vô công ty của mình làm thực tập, hay là các bạn học xong đại học rồi các bạn muốn xin vô công ty của mình để đi làm chính thức luôn, là giống như là an entry level chẳng hạn. Thì khi mà mình phỏng vấn các bạn, tất nhiên là HR sẽ gửi cho mình cái lý lịch của các bạn đầu tiên, giống như là cái resume của các bạn, là mình là người phỏng vấn, mình sẽ đọc cái resume của các bạn trước ở nhà. Rồi thì khi mà mình phỏng vấn các bạn, tới cái ngày phỏng vấn, thông thường mình sẽ hỏi những cái không có trong resume của các bạn, đúng không? Bởi vì những cái đã hiện trên resume là mình thấy hết rồi, mình sẽ không có hỏi. Thông thường mình hỏi những cái câu hỏi để verify những cái giống là additional information mà không có trong resume của các bạn, đặc biệt là cái soft skill. Tại vì thường trong cái resume á, nó chỉ nói về technical skill, giống như là các bạn học trường gì, cái major của các bạn là gì, GPA của các bạn bao nhiêu, những cái thành tích mà các bạn đạt được trong trường, những cái volunteer experience, thông thường là những cái đó là thể hiện trong cái resume rồi. Thì khi mà mình là employer, mình đi phỏng vấn các bạn, mình sẽ muốn biết thêm về những cái chi tiết mà không có trong resume. Ví dụ, đặc biệt là soft skill nha. Ví dụ như nè, mình có thể hỏi các bạn những cái câu giống như là can you describe an experience where you work in a team, đúng không? Có nghĩa là mình muốn các bạn cho mình một cái ví dụ để show off là các bạn có thể làm trong một cái team được. Tại vì sao làm accounting, khi mà làm cho những cái khách hàng á, mình không bao giờ làm một mình hết, lúc nào cũng làm chung một cái team. Thì mình hỏi là can you show me an example of you working in a team. Hoặc là như các bạn nào biết rồi, làm cái ngành của mình á, làm ở Big Four thì we have the busy season, là rất là bận, đúng không? Busy season làm rất là nhiều. Cho nên mình có thể hỏi các bạn là can you show me an example where you demonstrate your ability to work under deadline. Có nghĩa là mình sẽ hỏi các bạn là cho mình một cái ví dụ để có thể show off là các bạn có thể làm under cái deadline. Mà deadline tiếng Việt là gì? Giờ nhiều khi không dịch ra được tiếng Việt. Nói chung là làm under deadline, tức là bị cái thời hạn, là phải làm under cái deadline đó.
thì là một cái ví dụ như vậy. Hoặc là mình có thể hỏi là can you show me an experience you know where you use your critical thinking to solve a problem chẳng hạn, right? Because cái field của mình á là cái critical thinking rất là quan trọng, là khả năng suy luận á, cho nên là mình có thể hỏi các bạn là cho mình một cái ví dụ cụ thể nào đó để show là các bạn có cái khả năng suy luận đó. Thì tất cả những câu hỏi đó đó đều là soft skill, right? Mà thường những cái câu mà thường trong cái resume của các bạn á, các bạn sẽ có một cái phần gọi là extra curricular activities, giống như là các bạn làm internship ở đâu đó rồi, hay là các bạn làm volunteer ở đâu đó rồi, đúng không? Thì nhiều khi mình có thể hỏi là through your volunteer experience, can you show me an example, right, to demonstrate you are able to come up with a great idea, right, to solve a conflict, for example, right? Thì những cái câu hỏi đó, mình rất hay là hỏi tất cả những cái bạn mà phỏng vấn ở công ty mình á. Mình là employer big four, mình sẽ rất là thường hỏi những cái câu giống như vậy để coi cái soft skill của các bạn là khả năng làm việc trong teamwork, khả năng làm việc để meet deadline, khả năng làm việc under pressure, khả năng dùng cái khả năng gọi là khả năng suy luận để giải quyết một cái vấn đề gì đó khó trong business. Thì tất cả những cái đó là soft skill và tụi mình rất là hay hỏi những cái câu hỏi đó, thường là bạn nào mình cũng hỏi hết á. Right. Rồi thì cái đó là soft skill, đó là một cái điều rất quan trọng mà mình là employer khi mình phỏng vấn mình sẽ muốn biết những cái điều đó từ các bạn. Cái thứ hai mà mình look for là gì, là the body language, có nghĩa là khi mà mình hỏi các bạn cái câu hỏi đó, đúng không, the way you guys answer, có nghĩa là có những bạn ngồi giống như là very confident, có là tự tin đó, đúng không? Tại vì mình là professional mà khi mà mình phỏng vấn thì các bạn phải show là các bạn rất là tự tin về cái câu trả lời của mình. Hoặc là có những bạn ngồi ẻo qua ẻo lại rồi nói chuyện hơi ngập ngừng, hơi không có tự tin, hơi không có chắc chắn về cái câu trả lời của mình, thì cái đó cũng là một cái điểm không có tốt, đúng không? Tại vì khi mà mình là employer, mình hỏi các bạn trả lời, các bạn phải tự tin và các bạn phải biết rõ các bạn đang nói về cái gì. Chứ các bạn mà trả lời một cách gọi là hơi rụt rè, hơi nhút nhát, hơi không có sure, không có chắc chắn á, cái đó là một điểm trừ nha. Cho nên khi mà mình phỏng vấn, mình coi cái cách các bạn trả lời câu hỏi là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình coi cái body language của các bạn. Cái body language. Một điều nữa mình look for trong các bạn khi mà mình phỏng vấn là gì? Your ability to communicate. Communication is extremely important in a big four accounting firm, tại vì client, đúng không? Khi mà the nature of the work is actually not about math or accounting. Khi mà nói mà làm về numbers hay math hay accounting đó, những cái đó là khi mà các bạn làm level thấp, các bạn mới vô làm thì yeah, thì các bạn lúc nào cũng crunch numbers, làm về số này nọ, tiền bạc này nọ. Nhưng mà thật sự càng lên cao rồi á, thì cái quan trọng hơn là the ability to communicate. Tại vì sao? Cái công việc của mình là mình nói chuyện với khách hàng. Business, mình nói chuyện với khách hàng, mình deal với khách hàng, mình nói chuyện điện thoại với khách hàng, mình giải thích những cái vấn đề khúc mắc nào đó với khách hàng. Cho nên là the ability to be clearly communicate is extremely important. Thì khi mình phỏng vấn các bạn, đó là một trong những cái điều mà mình rất là muốn xem, coi là các bạn có khả năng ăn nói, có nghĩa là có khả năng mà communicate một cách lưu loát và rõ ràng. Khi mà mình hỏi một cái vấn đề gì đó, mình muốn xem các bạn có thể trả lời một cách rõ ràng và lưu loát được hay không. Bởi vì khi các bạn vô công ty mình làm, có những cái khúc mắc các bạn phải gọi điện nói chuyện với khách hàng. Mà cái này là mình đang nói là mình đang làm ở công ty, làm ở văn phòng ở Chicago, ở Mỹ, có nghĩa là nói tiếng Anh không? Tưởng tượng coi, có một cái việc gì đó sếp ở khách hàng gọi điện qua nói một cái dạc dạc về tiếng Anh không, các bạn phải be able to respond in English, nghĩa là mình phải nói rất là lưu loát mà phải rõ ràng để cho khách hàng biết cái khúc mắc là cái gì, mà mình phải giải thích được cái khúc mắc đó cho khách hàng. Cho nên là communication là một trong những cái soft skill cực kỳ quan trọng mà mình luôn tìm kiếm ở những bạn trẻ mà muốn vào công ty của mình làm. Ok, rồi sau có nghĩa là hồi nãy giờ mình nói gì thì nói chung là những cái đó thì toàn là soft skill không. Rồi ngoài ra một cái nữa mình muốn coi các bạn là những cái câu hỏi mà mình hỏi các bạn á, khi mà các bạn trả lời á, mình muốn xem là các bạn trả lời có gọi là có đúng hướng không, hay là chệch hướng, đúng không? Tại vì nhiều khi mình hỏi cái câu này là mình muốn biết về cái khả năng này mà các bạn nói lan man, nói cái gì đó, nói chung là you miss the ball, đúng không? Vậy là cũng không có tốt. Cho nên cái điều quan trọng là khi mà phỏng vấn á, mình hỏi
cái người phỏng vấn là mình, là mình hỏi các bạn một câu gì đó, nếu các bạn không biết là mình đang hỏi cái gì hay là không có chắc là mình hỏi cái gì thì làm ơn hỏi lại mình. Tại vì mình đang phỏng vấn các bạn không biết, không có chắc, không không biết là mình đang hỏi các bạn cái gì thì hãy hỏi lại mình là could you please repeat your question something later. Đúng không? Để các bạn trả lời on the point. Tại vì khi mình hỏi cái ý này mà các bạn trả lời chật một phát, các bạn nói lan man là trong đầu mình nghĩ liền là tôi hỏi anh cái này mà sao anh lại trả lời lan man, có nghĩa là các bạn không hiểu câu hỏi của mình. Mà các bạn không hiểu câu hỏi của mình có nghĩa là cái khả năng tư duy của các bạn, cái khả năng suy luận, cái khả năng tư duy, cái khả năng gọi là understanding là dở, đúng không? Mình hỏi cái câu này mà các bạn trả lời chặt hướng, đúng không? Có nghĩa là miss the point thì cái đó là một điều rất là xấu trong khi interview. Khi mà interview á, người interview như mình hỏi các bạn một số câu hỏi thì mình muốn các bạn phải trả lời on the point, chứ mà miss the point là thua rồi. Ok, đó có nghĩa là khi trả lời phải trả lời đúng với lại cái mà người ta đang hỏi mình cái gì thì mình trả lời right on the point. Và một điều nữa mình look for là khi mà các bạn trả lời, có nhiều bạn á giống như là mình chuẩn bị quá kỹ đi, quá kỹ tới cái mức mà nghe giống như là thuộc bài vậy. Giống như hồi nãy mình hỏi là can you describe an example where you demonstrate your ability to work on the deadline. Rồi các bạn đã nói giống như là nói một cách không có tự nhiên gì hết, mà giống như là trả bài, giống như là khi mà các bạn chuẩn bị phỏng vấn ở nhà, các bạn đã chuẩn bị cái câu đó rồi, đúng không? Tại vì khi mà bạn nào học cái ngành của mình sẽ biết là khi mà phỏng vấn ở trong trường, đúng không? Nghĩa là trường sẽ có những cái career advisor để giúp cho các bạn phỏng vấn, thì các bạn chuẩn bị cái câu đó rồi, các bạn học thuộc bài, như là học thuộc cái câu trả lời á. Khi mà các bạn học thuộc cái câu trả lời á, các bạn trả lời theo cái kiểu đó đó, mình biết. Tại vì mình phỏng vấn rất là nhiều người, mình phỏng vấn trong một ngày á nha, mình phỏng vấn tới 10 bé lẫn chứ không phải một mình bạn không. Có 10 bé, mười mấy bé nộp đơn cho cái vị trí đó. Mình phỏng vấn cả tuần đó luôn, cho nên khi mà bạn mình hỏi một cái câu nào đó mà bạn nào trả lời lại giống như là thuộc bài, như học vẹt ở nhà đó rồi, lặp lại rồi trả lời lại cái câu đó, mình nghe mình biết liền cái đó cũng không có tốt. Các bạn chuẩn bị là tốt, chuẩn bị câu trả lời là tốt, mình phải chuẩn bị những cái câu trả lời đó để người ta hỏi mình biết đường mà trả lời cái đó là tốt. Nhưng cái cách trả lời rất là quan trọng, phải trả lời một cách tự nhiên, phải nói chuyện một cách tự nhiên để không có nghe giống như là là mình đang trả bài, là mình đang thuộc bài, mình chuẩn bị cái câu hỏi này và mình đang trả bài cho cái người phỏng vấn, thì nghe nó rất là xạo, các bạn hiểu không? Nghe như là it's fake lắm, như là you guys prepare too much, you know? Thì đó, thì prepare, chuẩn bị ở nhà là tốt, nhưng khi trả lời phải trả lời một cách rất là tự nhiên để cho nghe không giống như là đang trả bài, không giống như đang học vẹt. Tại vì cái đó cũng là body language luôn. Khi mà các bạn nói như các bạn đang trả bài học vẹt là cái body language sẽ show liền à. Cái đó rất là quan trọng. Ok, thì thường trong một cái interview ở công ty mình á, kéo dài khoảng 30-40 phút thôi, vòng vòng đó 30-40 phút thôi, mình sẽ hỏi các bạn khoảng chừng 6-7-8 câu và các bạn sẽ trả lời cho mình. Và sau khi mình hỏi các bạn xong á, thường á 10 phút cuối sẽ là mình để cho các bạn gọi là có cơ hội được hỏi mình. Tại vì sao? Mình làm ở công ty này được 10 năm rồi, right? Right, thì 10 năm, mười mấy năm kinh nghiệm nhiều hơn, thì là cái 10 phút cuối là allow you guys to ask me any question you have, đúng không? Và cái giống như là có nhiều bạn hỏi là busy season là như thế nào, hay là làm việc ở Big Four cái work culture là như thế nào, hay là khi mà làm việc ở đây thì có thể là làm việc ở nhà được hay không. Nói chung là 10 phút cuối á, thường là mình không có hỏi, 10 phút cuối là mình dành ra để cho các bạn hỏi mình, để mình chia sẻ kinh nghiệm lại với các bạn. Thì cái 10 phút cuối đó cũng rất là quan trọng. Bởi vì sao? Cái 10 phút cuối đó mình muốn xem các bạn hỏi những cái câu hỏi gọi là có hay hay không. Tại vì nếu mà các bạn mà chuẩn bị kỹ càng cho cái buổi phỏng vấn này, thường là các bạn hỏi những cái câu hỏi rất là sâu sắc. Những bạn nào hỏi những cái câu hỏi mà sâu sắc, mà câu hỏi gọi là good questions á, thì cái đó nó demonstrate là các bạn prepare well, các bạn đã gọi là do research about the company, you do research about the position you want to work at, and therefore you come up with good questions.
đúng không? Còn các bạn nào mà không có chuẩn bị á, các bạn sẽ hỏi những cái câu rất là bá láp luôn á, đúng không? Cho nên là khi mà hỏi câu hỏi á, mình cũng phải cố gắng là mình hỏi những cái câu hỏi thông minh để mình có thể là show off là ô mình nè, mặc dù là mình chỉ là đi xin việc thôi nhưng mà mình cũng muốn là mình research về cái công ty, mình research về cái việc làm, cho nên cái câu hỏi của mình là hỏi những cái câu hỏi thông minh để người phỏng vấn biết là mình đã chuẩn bị rồi, thấy không? Thì đó, thì cái đó đó, thì sau khi mà phỏng vấn xong hết, như mình nói, nó sẽ có hai người, một người là partner, một người là director, là như dạng mình là director, là mình sẽ phỏng vấn. Các bạn sẽ có hai người phỏng vấn. Phỏng vấn xong á thì khoảng chừng, mình nghĩ là khoảng từ 1 tuần tới 2 tuần, HR sẽ gọi cho các bạn nếu mà các bạn được extend an offer, is it an internship offer hay là associate offer hay something like that, thì cái đó HR sẽ go over với lại các bạn in more detail nếu mà các bạn được phỏng vấn. Thì cái đó là một trong những cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn, tại vì mình biết là ở Việt Nam mình là có nhiều bạn cũng muốn vô Big Four làm, mà ở phỏng vấn Việt Nam thì mình không biết nha, mình không biết phỏng vấn Việt Nam, mình nghĩ chắc cũng giống ở Mỹ thôi, nhưng mà mình không có rành, tại vì mình đang làm ở cái văn phòng là ở Chicago ở Mỹ, mà mình chia sẻ là cái cách phỏng vấn ở văn phòng Mỹ như thế nào, bởi vì như mình nói là mình đi phỏng vấn rất là nhiều bạn, các bạn 20, 21, 22, 18, 19 vô công ty mình làm rất là nhiều, thì mình phỏng vấn rất là nhiều, mình muốn chia sẻ những cái tip này để hy vọng là nếu mà có bạn trẻ Việt Nam nào mà xem được cái clip này mà muốn vô công ty mình làm, hy vọng là các bạn xem cái clip này và các bạn sẽ gọi là hopefully là you find it helpful and hopefully you do end up with a job offer. Rồi thì chỉ là như vậy thôi, cái clip này cũng hơi dài rồi, tại mình chỉ muốn làm cái clip khoảng 15-16 phút thôi, nó cũng hơi dài rồi. Nếu mà bạn nào mà muốn hỏi thêm về interview hay là job offer at Big Four Accounting Firm thì các bạn có thể comment xuống phần dưới nha, thì mình sẽ trả lời. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Bye.